Ba đang có chuyện quan trọng nè. Đưa cho ba 50 triệu. Hả? Một người đàn ông có tuổi rồi thì sẽ dính vô cái bốn điều kỵ là tứ đổ tường. Ba có chuyện vui muốn thông báo cho cả gia đình mình biết. Trai gái. Đó. Chết rồi Như ơi. Tao cũng nghi nghi rồi. Giới thiệu với cô, con tên là Như, là con gái út của người đàn ông lịch lãm, đẹp trai, phong độ vừa đưa cho cô một số tiền rất lớn, đó là 50 triệu đồng, ông Vạn. Không hiểu gì hết. Đón xem tập 46 sitcom Gia đình Showbiz vào lúc 21:55 thứ tư ngày 29 tháng 5 năm 2019.